tinh đơn nhị ca đà thọ khùng. Hồng đào sớm em quay ngựa trở về đây, gió pháp trường các bụi mịt mù bay. Quân đao phụ sắp ra tay hành quy, khoan đừng giết khoan một chân hào kiệt, nghe lời anh định thù bơ la thành. Tôi rồi một lưỡi gom đơ đà dứt mạng anh hùng, đăng nhị cây còn đâu một đời ngang dọc quyết dạy dục cho rõ mặt núi sông. Nhớ năm xưa thầy câu chị ngã em nâng, dẫu tự sanh quyết vẻ nghe kim bằng. Thế mà hôm nay ô hiển đôi khoan, giữa pháp trường đành kẻ tay dịch người bạn cùng. Dẫu không thương em cũng đừng hạ thù giết kẻ thù cho giết bạn đành sao. Người dùng gì đến giữa chẳng tiền anh phải chịu xa cơn. Ai còn phải chi cuộc sống tổ đau thương, lại đưa tiền rượu đào hoa chén rượu năm xưa cách giao thịt bạn hữu. Chén rượu ngày nay đứt đoạn nghe kim bằng. Hùng dầu xa danh tôn còn trôi đàn, xa chi đều mũi đàn lặng tên. Ơn nhị ca bảo bọc mấy năm trường, công hoàng dưỡng chưa bao đàn. La
thành ơi anh trách em ở chi quá nghiệt nở dung gần giết thác vàng anh hùng. Chờ đông tâm em bẻ cái sao đành không nhớ năm xưa nay ta hiền qua cắt áo ấm tài cất kia đầy thấy được nhỉ ca bỏ đánh theo thập bát phạt dương không cùng chỉ hương nên nay lo thờ chúa đây người sao đặt tròn trong tròn yêu còn người phải cảm lạnh an biểu đầu trời xui trong nhóm đệ huynh có hai kẻ tánh tình không hòa hợp thấy rồi em lớn hồng đào sơn chiếu ác tâm kẻ khi về đến nơi thì sự thấy đã mùng mà quy bất có chiến nghĩa để quân đang anh nồng đau gãi lẻ tổn dân nhưng chết tức tới ngàn không còn nghi hằng em cầu chốc thương